Vâng, xin kính chào toàn thể các bác cùng quay trở lại với video chia sẻ về kính mắt tại kênh Kính Cổ Dũng Trần. Và trong video ngày hôm nay, Dũng Trần có tổng hợp và chia sẻ gửi tới toàn thể các bác tại kênh một vài mẫu kính 3 mảnh lắp mắt để các bác nhà mình có thể tham khảo. Và cụ thể trong video ngày hôm nay sẽ có 6 cây kính 3 mảnh lắp mắt để gửi tới toàn thể các bác. Và 6 cây kính trong video ngày hôm nay thì đã được em Dũng Trần đã tuyển chọn rồi, sàng lọc rồi. Và còn lại là những cây kính có cái form dáng rất là đẹp, rất là dễ đeo, rất là sang trọng. Và quan trọng là tình trạng là đẹp xuất sắc. Và khi các bác nhận những mẫu kính ngày hôm nay và khi mà các bác nhận hàng thì chắc chắn các bác sẽ yêu thích và hài lòng về cái form dáng cũng như tình trạng của nó các bác nhé. Và những cây kính ở dưới đây thì hầu hết sẽ là những cây kính sở hữu với mức giá bình dân thôi, mạ vàng có, bọc vàng có, và phần đa sẽ là những mẫu kính có sở hữu tầm giá chỉ vài triệu một cây thôi, rất dễ để cho các bác nhà mình có thể tiếp cận với sản phẩm với các mẫu kính dưới đây các bác nhé. Và em xin chia sẻ là tất cả những mẫu kính 3 mảnh, những mẫu kính lắp mắt thì em Dũng Trần đều hỗ trợ lắp mắt cho toàn thể các bác. Nếu như các bác mà có nhu cầu thì như thế thì sẽ đỡ mất thời gian, vì nhiều bác không có thời gian để mà tự đi lắp mắt thì bên em sẽ hỗ trợ lắp mắt trực tiếp. Thì các bác chỉ cần cung cấp cho bên em cái số độ và cái chủng loại tròng các bác cần thôi thì em sẽ hỗ trợ lắp mắt luôn, để các bác nhà mình đỡ mất thời gian đi lắp mắt. Và quan trọng là những cái bộ tròng em Dũng Trần lắp thì chỉ mang tính chất là hỗ trợ các bác thôi, chứ không có tính thêm chi phí công. Vậy nên là cái giá tròng cũng rất là tốt các bác nhé. Đó, vừa được tiện lợi, vừa được tiện thời gian, và các bác lại vừa được cái giá nó lại rất là hợp lý. Đó. Và ngay bây giờ thì em Dũng Trần sẽ chia sẻ 6 cây kính ngày hôm nay để các bác nhà mình cùng tham khảo. Và em sẽ đổi cái góc máy một chút để cho nó sáng lên, bởi vì khi để góc này thì hơi tối, em sẽ đổi góc máy. Xin phép các bác. Vâng, và cây kính đầu tiên xin chia sẻ với các bác đó là một mẫu kính 3 mảnh mang thương hiệu Valentino Ruby. Và đây là một mẫu kính được xuất xứ từ Ý các bác nhé, Made in Italy. Và khung gọng của phiên bản Ruby này được mạ vàng trắng, được mạ vàng trắng và sở hữu với đó là khung gọng đồi mồi. Thì nó sẽ cho chúng ta một cái vẻ đẹp là trẻ trung, thanh lịch, nhẹ nhàng. Đó. Và cây kính Valentino này thì có size... tiêu chuẩn ban đầu đó là size tròng 54, size cầu 20 và size chuôi là 140. Và cũng có thông số của thương hiệu đó là Valentino Ruby Italy. Đây là một hãng kính với thương hiệu của Ý. Tình trạng của cây kính này toàn bộ từ lòng trong cho tới lòng ngoài vẫn còn rất đẹp các bác nhé. Mặc dù là một những mẫu kính đã qua sử dụng và đã ngừng sản xuất và có giá trị sưu tầm rồi, nhưng mà có những cây kính vẫn còn tình trạng giữ được rất là đẹp. Ví dụ như cây kính mã số 1 đây cũng là một trong những cây kính rất là đẹp, được mạ vàng trắng. Và cây kính mã số 1 này xin chia sẻ với các bác với giá là 2 triệu 5 để các bác nhà mình có thể dễ dàng tiếp cận, dễ dàng sở hữu. Một thương hiệu Valentino mang thương hiệu của Ý. Và cây mạ vàng trắng này nằm ở mã số 1 và chia sẻ với các bác với giá là 2 triệu 5 các bác nhé. Và tiếp theo chuyển sang cây kính mã số 2. Em có chuyển sang cái góc máy, góc quay này thì cái sản phẩm nó sẽ được tôn lên rất là nhiều và nó không bị dìm cái ánh sáng. Và các bác theo dõi cũng sẽ dễ dàng hơn. Và cây kính mã số 2 thì sẽ là một cây kính mang thương hiệu là Beverly Hills Polo. Thì đây là một cây kính xuất xứ từ Nhật Bản các bác nhé. Hầu hết thì các mẫu kính mặc dù là thương hiệu của châu Âu thế nhưng mà đều hầu hết thì sẽ là đều xuất xứ từ Nhật Bản, bởi vì Nhật Bản là một quốc gia mà sản xuất kính 3 mảnh rất nhiều, và công nghệ cũng như là những cái kỹ thuật thì hầu hết là các nước châu Âu đều đặt làm, đều đặt Nhật Bản làm để đảm bảo được cái tiêu chuẩn cũng như cái công nghệ. Tất nhiên là vẫn theo cái công nghệ của quốc gia đó đặt làm, và Nhật họ sẽ làm theo và làm theo cái công nghệ đúng như vậy. Thì hầu hết thì sẽ là sản xuất tại Nhật. Và cây kính này cũng là một cây kính sở hữu form dáng cũng rất là đẹp, một cây kính Beverly Hills Polo. Những mẫu kính 3 mảnh này thì cũng rất nhiều thương hiệu các bác nhé. Thì các bác chỉ cần chú trọng giúp em đó là cái form dáng đó, và xuất xứ và cái khung gọng mạ vàng hay bọc vàng là được. Đây là một cây kính sở hữu form dáng cũng rất là đẹp. Dũng Trần tuyển chọn một cây kính dễ đeo cũng như sang trọng để các bác nhà mình dễ dàng để lựa chọn hơn. Cầu vương miện này và toàn bộ chuôi ve dày dặn to bản và cũng rất là đẹp, và phần gối kính thì cũng có hoa văn. Thì đây là một cây kính mạ vàng các bác nhé, một cây kính được mạ vàng, và tình trạng của cây kính này cũng đẹp xuất sắc.
từ lòng trong cho đến lòng ngoài vẫn còn đẹp xuất sắc, và phía lòng bên trong và lòng ngoài thì cũng đều được mạ vàng nhám, đó, kiểu mạ vàng sần đấy các bác, đó, nó không quá là bóng bẩy. Đây là một cái kính mạ vàng nhám. Và cây kính này thì có size tiêu chuẩn ban đầu, nó size tròng 50, size cầu 19 và size chuôi 140. Thì xin chia sẻ tới các bác nào mà mới tham khảo về cái thông tin kính ba mảnh, thì size tròng, size ngang này thì chúng ta có thể điều chỉnh được đối với những cây kính ba mảnh. Chúng ta chỉ quan tâm đến size cầu và size chuôi thôi các bác nhé. Size cầu 19 và size chuôi 140 thì là trong những cái size nó là size chung và dễ đeo, phù hợp với gần như là tất cả các khuôn mặt rồi. Cây kính này thì form dáng cũng rất là đẹp và tình trạng cũng còn rất đẹp. Chuôi ve vẫn còn rất đẹp và quan trọng là cái phần vàng vẫn còn đẹp nguyên. Và cây kính này là một mã số 2 và cây kính Polo Club. Và cây kính này thì xin chia sẻ với các bác với giá là 3 triệu 3. Mỗi một cây kính thì em đã cũng đã dán mã sản phẩm để tránh bị nhầm lẫn về giá, cũng như là sẽ đồng nhất một cái mức giá khi các bác đến cửa hàng cũng như là các bác xem ở trên live. Những cây kính nào về em Dũng Trần có lên được giá luôn, lên được tem luôn thì em sẽ lên, còn không thì em sẽ báo giá cũng như là để cái phần giá ở chi tiết quan trọng ở phần phía dưới của video, để các bác nhìn thấy cái màn hình nó sẽ hiện từng thông tin, từng mã, từng cái giá kính để các bác nhà mình có thể tiện theo dõi. Tiếp theo chuyển sang cây kính mã số 3. Cây kính mã số 3 cũng là một cây kính form dáng rất là khỏe khoắn và to bản này. Đây cũng là một cây kính rất là đẹp. Một cây kính sở hữu form dáng rất là khỏe khoắn, và đây là một cây kính mang thương hiệu Sawino, là một thương hiệu cũng đến từ Nhật các bác nhé. Đó, một cây kính to bản, và đây là một cây kính cốt titan và khung vọng cũng được mạ vàng và còn đẹp xuất sắc. Cây kính này thì to bản, nó giống như là những kiểu thiết kế của thương hiệu Burberry, nó rất là to bản chắc chắn. Đó, và chuôi cũng là một bản chuôi màu đồi mồi sáng. Cây kính này rất đẹp các bác nhé. Đây, cây kính này là theo kiểu là mạ vàng sáng. Đó, nó có hai kiểu vàng là vàng sáng và vàng sần. Đó, các bác có thể nhìn những cái gối kính, thường những cây kính được xuất xứ từ Nhật và những cây kính đẹp ấy, thì thường gối kính nó sẽ có những cái điểm nhấn như thế này. Cây kính này mặc dù to bản nhưng mà rất là nhẹ. Đây là một cây kính cốt titan. Chuôi ve vẫn còn đẹp nguyên, ve vẫn còn sáng rực các bác nhé. Một cây kính Sawino, một cây kính sở hữu form dáng rất là đẹp. Và những bác nào mà khuôn mặt to một chút mà cần chơi một cây kính nó chắc chắn một chút, nhìn nổi bật trên khuôn mặt, thì các bác có thể chơi cây này. Đó, và giá của nó cũng rất là dễ chơi thôi. Cây kính mã số 3 Sawino này xin chia sẻ với các bác với giá là 3 triệu 900 ngàn. 3 triệu 900 ngàn các bác nhé. Và tất cả những mẫu kính ở dưới đây thì em Dũng Trần đã đều dựng dáng và lên mắt không độ rồi. Nếu như bác nào mà không bị mắt không bị vấn đề gì cả, mà chúng ta chỉ có để chống bụi hoặc là đeo cho nó đẹp thôi, thì chúng ta có thể là các bác vẫn thể giữ nguyên cái tròng này để các bác lắp, để các bác sử dụng luôn. Thì em đã lắp và mài cái dáng cũng như cái tròng rất là đẹp rồi. Đây là một trong những cái form dáng rất là đẹp các bác nhé. Đấy, và khi các bác mà mang về cắt hoặc khi các bác mà muốn em Dũng Trần cắt thì các bác nên để cái form dáng mẫu như thế này và các bác chép ra thôi. Đó, và khi các bác mà có lắp theo ý mình thì các bác mang về nhà các bác lắp, thì các bác cũng để nguyên cái dáng này để thợ họ chép ra đúng cái form dáng mắt này. Đó, nói vậy thôi chứ cái dáng mắt nó cũng tôn cái dáng kính lên rất nhiều các bác nhé. Đó, thì các bác lưu ý cái điều đó. Thì hiện tại thì mắt hiện tại đang là cái dáng cũng như là cái mắt không độ rất là đẹp rồi. Thì bác nào mà có lắp thì để nguyên cái dáng này để chúng ta sử dụng. Tiếp theo chuyển sang mã số 4, trong lô đợt này đã cũng có rất nhiều những form dáng to bản và đẹp này. Và cây kính mã số 4 cũng vậy, thì đây là một cây kính mang thương hiệu Louis Century. Một cây kính Louis Century, và cây kính này cũng là cốt titan và được mạ vàng. Đây cũng là một bản mạ vàng sần, phía bên trong là mạ vàng bóng và phía ngoài là mạ vàng sần. Và đây cũng là một cây kính form dáng rất đẹp, cũng là một cây kính đẹp, cũng có những cái điểm nhấn nhá riêng, nét đẹp riêng. Gối kính các bác nhìn rất là đẹp, và cũng là một bộ chuôi màu hổ phách sậm. Bộ chuôi này cũng rất là đẹp các bác ạ, bộ chuôi màu hổ phách rất đẹp nhé. Nhìn rất là sâu. Các bác nhìn gối kính, điểm nhấn và chất vàng vẫn còn rất đẹp.
từ lòng trong cho đến lòng ngoài vẫn còn rất đẹp. Một cây kính Louis Century. Và cây kính này thì có size cầu 17, size trôi là 140 các bác nhé. Và được ký hiệu là Titan. Thì cây kính này cũng là gọng Titan. Và kết hợp với đó là phía bên ngoài là đều được mạ vàng. Cây kính này cũng là một thương hiệu của Paris này. Đó, Century, Louis Century. Đó, cây kính này cũng được xuất xứ từ Nhật các bác nhé. Cũng đều đến từ Nhật. Form dáng rất đẹp. Và cây Louis Century này là ở mã số 4 và giá chỉ là 5 triệu 2 thôi. Một cây kính dáng rất là đẹp. Và bác nào có yêu thích cây kính Louis Century mã số 4 này thì các bác có thể chốt cây mã số 4. Một cây cũng rất là đẹp các bác nhé. Đó, hầu hết thì các bác có thể thấy được là những cái mẫu kính, những dáng kính dưới đây thì đều là những mẫu kính rất đẹp. Và em Dũng Trần đã tuyển chọn và loại trừ những cái dáng khù khòm rồi. Ba mảnh này rất nhiều những cái dáng khù khòm và cái dáng bình dân rất là nhiều. Đó, vì và hơn hết là những cái mẫu kính này đều là những mẫu kính sưu tầm các bác nhé. Và em khẳng định là các bác đeo những cây kính này thì chắc chắn là sẽ không đụng hàng, bởi vì đây là hàng sưu tầm chứ không phải là hàng mua sẵn mà có. Vậy nên bác nào mà chỉ cần thấy đụng hàng một trong những cái dáng kính này thôi là em tặng kính các bác luôn. Đó, đấy là cái lời hứa danh dự của em Dũng Trần. Đó, để các bác chứng minh cho các bác đây là những cây kính mà không phải mua sẵn mà có, mà đều phải tuyển chọn và đều là phải săn mới có. Thì cái đấy cũng là một cái hay. Và tiếp theo cây kính mã số 5 sẽ là một mẫu kính cũng đẹp. Và đây là một mẫu kính mang thương hiệu Rodenstock, một thương hiệu đến từ Đức, một thương hiệu rất là lâu đời. Và với những bác nào mà chơi kính cổ của Đức sâu thì các bác cũng có thể biết được cái thương hiệu Rodenstock này. Và về sau thì cây kính này cũng được sản xuất ở Japan. Đấy, hầu hết thì những cây kính sản xuất vào niên đại 90-2000 thì đều là được sản xuất tại Nhật Bản. Đấy, một quốc gia, một thị trường rất là khó tính. Và cây kính này thì đều được bọc vàng các bác nhé. Đây là cây kính mã số 5. Thì đây là một cây kính được bọc vàng trên cốt Titan. Cũng là một cái cốt siêu nhẹ. Cây kính này là Gold Fillet 1/12 12KT Rodenstock. Đó, và dòng chữ Rodenstock này thì được dập nổi. Rất là đẹp các bác này. Sờ rất là thích. Đó, cốt Titan. Đó, lòng trong và lòng ngoài vẫn còn đẹp nguyên. Và cây kính này cũng được mạ vàng nhám. Tình trạng thì khỏi phải bàn rồi. Tình trạng là đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Và cây kính này nói là hàng lưu kho cũng đúng. Những cây kính này nói là hàng lưu kho cũng đúng luôn các bác nhé. Rất là đẹp. Cốt ve vẫn còn trong vắt. Và dáng kính đây. Đây cũng là một cái dáng kính cũng tương đối là đẹp. Và cái form dáng thì rất là chắc chắn các bác nhé. Khung gọng chắc chắn. Đã phần gối kính thì của chúng ta cũng sẽ có một cái gối kính được bọc vàng trắng này và sẽ có chữ R, logo chữ R, Rodenstock ở cả hai bên. Kết hợp với đó là một bộ chuôi màu nâu cánh gián. Cây kính này thì đẹp nhẹ nhàng, một cây kính bọc vàng 1/12 12K. Rất là đẹp. Và cây kính này nằm ở mã số 5 và giá của cây bọc vàng này là 5 triệu 9. Cây kính mã số 5. Đó, em Dũng Trần sẽ cố gắng tuyển những cây kính sở hữu form dáng đẹp, dễ đeo và cũng như là kèm theo là một cái mức giá nó rất là phù hợp để các bác nhà mình có thể dễ dàng tiếp cận cũng như là sở hữu. Tiếp theo chuyển sang cây kính mã số 6 sẽ là một bản kính Burberry và đây là một bản căng cước các bác nhé. Đó, căng cước thì sẽ là phía bên trên là sẽ là có vành và phía bên dưới sẽ chúng ta sẽ có cước được cố định cái tròng lại. Đó, thì đây là bản căng cước các bác này. Đấy, thì đây cũng là một cái bản có thể gọi là siêu phẩm của nhà Burberry. Một cây kính Burberry bọc vàng căng cước các bác nhé. Đó, sở hữu bộ chuôi vân đá cực đẹp và bộ khung gọng bọc vàng còn đẹp xuất sắc và form dáng thiết kế là cực kỳ ấn tượng với những cây kính mang thương hiệu Burberry. Đó, các bác có thể nhìn gần như là hình ảnh là diễn tả hết tất cả những cái vẻ đẹp của nó rồi. Đó, gối kính này làm rất là chi tiết và tỉ mỉ. Đó, mỗi một đoạn sẽ có một cái kiểu thiết kế khác nhau. Và các bác có thể để ý đây chính là logo biểu tượng của thương hiệu Burberry. Đó, là được thể hiện ở hai bên gối kính. Đó, rất là đẹp. Đó, cây này thì xuất sắc luôn các bác nhé.
lô kính ngày hôm nay thì đều là toàn những siêu phẩm 3 mảnh để chia sẻ với các bác. Đấy, những bác nào mà có khuôn mặt to một chút mà muốn đeo một cây kính chắc chắn đấy, mà hàng bọc vàng thì đây. Và cây kính này là một cây kính cốt titan được bọc vàng 1 phần 10 12KGF, size cầu 17, size chuôi là 142, size chuôi rất là dài và size tròng là 55. Cây kính này size tròng 55 thì tương đương với size ngang là 13,8, size chuôi là 142 các bác nhé. Còn về tình trạng của kính thì cây kính này là đẹp xuất sắc và cái size cũng là một cái size rất là phổ thông, một cái size rất là dễ đeo. Và cây kính này thực sự là rất là đẹp. Và các bác có thể nhìn bộ chuôi, chuôi vân đá nhé. Tổng thể cây kính này thì không một điểm trừ. Và hiện tại cũng đã được em Dũng Trần lên một bộ tròng không độ rồi, một bộ tròng không số, rất là đẹp. Và cây kính Burberry này giá chia sẻ với các bác giá là 7,2 triệu. Một cây kính cực đẹp luôn, một cây kính đời bọc vàng. Và chắc chắn với các bác là để tìm được cây kính Burberry thứ hai giống như này là không có đâu. Nếu như bác nào mà đặt hai cây này em Dũng Trần không có đâu các bác nhé. Mỗi dáng nó chỉ có một cây thôi. Và chúng ta về được form dáng nào thì chúng ta chơi form dáng đấy thôi. Vì đây là những form dáng siêu tầm. Nên là các bác có duyên với về được cây nào và dịp về được cây nào thì các bác chọn cây đấy thôi. Rất là đẹp. Vâng, xin chào các bác. Và ngay bây giờ thì em sẽ đeo trực tiếp 6 mẫu kính vừa rồi em đã chia sẻ để các bác nhà mình có thể dễ dàng hình dung hơn các bác nhé. Và cây đầu tiên sẽ là cây kính mã số 1 là cây Valentino. Đây là cây mạ vàng trắng. Đó. Các bác cùng theo dõi nhé. Và đây là cây mã số 1. Cây mạ vàng trắng và dáng cũng đeo nhẹ nhàng. Đó, cây này là mã số 1 ạ. Tiếp theo chuyển sang cây mã số 2. Cây mã số 2 sẽ là cây Polo có nắp. Dáng này cũng là một bản dáng cân đối đẹp. Đó. Rất là sang trọng. Và đây là cây mã số 2, giá là 3,3 triệu các bác nhé. Tiếp theo cây mã số 3 sẽ là cây Saguino. Cây kính này là một cây kính bản to. Một cây kính bản to. Cây này đeo thì rất là chắc chắn. Đó. Các bác thích cây Saguino bản to này thì các bác có thể chơi cây mã số 3 này nhé. Và cây này giá là 3,9 triệu như vừa rồi em đã chia sẻ rồi. Toàn những cây rất là dễ đeo và rất là đẹp. Và tiếp theo cây là mã số 4 sẽ là cây Louis Century. Đây cũng là một cây bản to. Đó, rất là đẹp phải không ạ? Nó cực kỳ sang trọng. Đó. Cực kỳ sang trọng các bạn nhé. Đó, vì đây là đều là những mẫu kính đã ngừng sản xuất và đã có tính sưu tầm. Và những cây kính thương hiệu họ làm rất là đẹp, thiết kế rất là chỉnh chu. Và cây mã số 4 này giá là 5,2 triệu, cây Louis Century. Tiếp theo chuyển sang cây mã số 5 sẽ là phiên bản Rodenstock các bác nhé. Rodenstock, cây này là cây bọc vàng 1/12, 12KT. Đó. Không biết bác nào đang đón chờ cái mẫu này để đeo lên trên khuôn mặt. Đây ạ, đeo lên trên khuôn mặt cây này cũng rất chắc chắn, cảm giác rất là chắc chắn. Đó. Trên cốt titan thì nó cũng nhẹ nhàng thôi các bác nhé. Đó, một cây Rodenstock, một thương hiệu nổi tiếng của nước Đức. Và cây mã số 5, cây Rodenstock này giá là 5,9 triệu. Đó, một cây kính bọc vàng. Rất đẹp rồi. Và tiếp theo cây mã số 6 là một mẫu siêu phẩm của nhà Burberry, là một cây kính căng cước. Đó, một siêu phẩm, cây kính này là đời bọc vàng. Đó. À, cây kính này thì đeo lên sẽ nhìn nó sẽ hơi đứng một chút bởi vì nó là kiểu có vành, nên sẽ phù hợp với những bác nào mà tầm trung trung tuổi một chút hoặc muốn cái đeo cái form dáng nó phong cách nhìn nó trầm tính một chút thì các bác có thể chơi cây Burberry này. Đó. Đó, sẽ dí gần để các bác nhà mình xem về cái gối kính. Con này thực sự là rất là đẹp. Đó.
Và cây nằm ở mã số 6 và giá cây này là 7 triệu 2, một thương hiệu Burberry đời bọc vàng 1 phần 10 12K GF các bác nhé. Đời bọc vàng dày như là kính cơn luôn đấy ạ. Và vừa rồi là 6 mẫu kính 3 mảnh trong video ngày hôm nay mà em đã chia sẻ rồi. Em chia sẻ rất kỹ và mức giá từng cây cũng như đeo trực tiếp trên khuôn mặt rồi, gần như rất là kỹ rồi, để các bác nhà mình có thể dễ dàng nhất. Và đối với những bác nào mà ở xa thì em sẽ cố gắng làm sao mà làm chi tiết nhất có thể để các bác nhà mình có thể là theo dõi được rồi, gọi là làm cũng là có tâm luôn đấy ạ. Và các bác nào có cần xem thêm hình ảnh một trong 6 mẫu kính vừa rồi thì các bác vui lòng liên hệ với em Dũng Trần qua số điện thoại 0888 070368 để có thể em Dũng Trần gửi hình ảnh cũng như hỗ trợ các bác tư vấn đặt hàng cũng như là đặt các mẫu kính, mẫu tròng. Và các bác lưu ý, em Dũng Trần xin chia sẻ lại là tất cả những mẫu kính ở dưới đây đều là những mẫu kính chính hãng, có tính sưu tầm, và em sẽ hỗ trợ lắp mắt trực tiếp cho toàn thể các bác nếu như các bác có nhu cầu. Rất cảm ơn toàn thể các bác và hẹn toàn thể các bác trong những video tiếp theo của em Dũng Trần. Xin chào.